Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình bắt đầu chia sẻ cái video để mình làm trên máy tính cho các bạn coi á. Thì chợt nhớ ra là không còn cái micro nào để mà mình ghi âm hết trơn. Làm có cái phần mềm để ghi được cái màn hình rồi nhưng mà ghi âm không có. Thì bây giờ mình sẽ kiếm kiếm lại những cái headphone cũ ha, những cái headphone cũ thì để nghe nhạc á, với lại gọi điện á, thì thường thường nó sẽ có kèm cái micro đó. Mình lục mình kiếm thử, kiếm kéo trong cái tủ, có hai cái tai nghe cũ rồi bạn, không biết xài được không. Nếu xài được không thì mình sẽ thử. Đầu tiên là mình sẽ mở cái trình audio lên ha, HD Reset nè. Thì ở trước của mình nó sẽ có hai cái cổng, thường là một một cái cổng audio để nghe speaker out nè, và một cái cổng là mid in. Thấy không? Mày có thấy không ha? Anh gắn cho thử coi nó có phản ứng gì không. Thì trên máy tính nó cũng có hai cổng nè, cổng này cổng trước nha. Đó. Mình gắn thử có gì không. Phản ứng gì không? Thường thường cái micro này là cái micro loại tích hợp trong cái điện thoại tai nghe điện thoại các bạn, thì không có biết là mình gắn vào thì nó có nhận như là nhận trên cái điện thoại mà vừa nghe được mà vừa nói chuyện được không á. Mình gắn thử coi, không thấy phản ứng gì hết rồi, không hiểu. À, mình chợt nhớ ra là như là mình chưa có gắn cái chuyển cái audio từ main ra ngoài cái jack đằng trước ha, ngay cái jack đằng trước. Thì bây giờ mình sẽ mở nó ra để kiểm tra có phải không. À đúng rồi, mình chưa có gắn các bạn ơi, cái dây nó còn nằm ở ngoài nè. Audio bên đây, này ngõng audio nè, nó có chấu nè, thì mình gắn mới vừa thì mình gắn vô thôi. Xong thì đây là ha, mày gắn lại thử lần nữa coi. À, báo mít in này các bạn, đây nó bên này ha, test thử. Sun on mít nè, rồi bấm được rồi. Đếm ngược 3, 2, 1. Nè, lấy thử. Thôi, không nghe gì hết các bạn. Không nghe, nên là cái tai nghe của cái điện thoại không có xài được. Để lục rồi còn cái nào không? Nhớ là có đâu rồi mày nè. Mấy cái tai nghe của cái máy vi tính các bạn, máy nghe chơi game thường thường nó sẽ có hai cái jack, một cái jack tai nghe và một cái jack gắn vô mic ha. Tai này cũ quá, mấy cái tai nghe dởm các bạn, để lâu ngày cái nó bị bong cái lớp đệm nỉ ra ha. Tai này chắc cũng còn nghe được, tai có mic nè, tai có mic nè. Còn cái nữa, này cũng 2 giây ha, này còn mới hơn chút. Mình nhìn tháo ra mình thử coi cái làm tốt không. Cái tai nghe này mua hơn 10 năm rồi đó, rồi mới bắt đầu xài máy tính tới giờ, mua rất là rẻ thôi, hàng Trung Quốc mà. Thì cũng ghim vô thử ha, thì dây màu đỏ thì ghim vô cổng màu đỏ. Vào thì ở bên máy vi tính nó cũng báo là cái cổng nó có kết nối á, rồi nhận diện là mình nhận mid in ha, micro ha. Ok, nó hiện đại sẵn rồi. Thì tiếp theo mình cũng mở Camtasia lên để mình ghi hình thử.
Alo alo 1 2 3 4, alo alo 1 2 3 4, alo 1 2 3 4. Rồi, stop nha. Chờ. Cái Camtasia đó mình quay phim xong rồi mình khi mình bấm dừng lại là tự động nó sẽ mở lên để mình edit luôn. Bấm nghe thử. À, có âm thanh nữa mà. Alo alo 1 2 3 4, alo alo một Oh. hai ba bốn, alo 1 2 3 4. Quá tốt. Rồi vậy là mình không có cần phải mua mic khác. Mình sử dụng cái này để ghi âm tạm cũng được, tại vì để cần thiết minh cho một cái video thì chỉ cần âm thanh nghe được là được rồi, chứ không cũng không cần tốt lắm. Mà mình thấy âm thanh này nó lọc nhiễu cũng khá là tốt, sẽ được. À, mình vừa lấy cái này mình thử luôn các bạn, thì cái này nó cũng ghi âm cũng được nha, mà nó dở ẹt à, cái âm nó tạp mà nó nhỏ dở lắm. Cái này tốt hơn, cái mình sẽ sử dụng cái này để mình xài.